VTN công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên ha. Hôm nay mà làm video cũng như hướng dẫn sử dụng máy lấy mẫu khí bắp là B5. Đây cho tay mình là máy lấy mẫu khí bắp là B5 ha. Đây là khởi động của máy ha. Hệ thông số của máy và thang đo của máy là máy chạy từ 800 tới 5000 cc trên phút ha, và có thể chạy từ 5 tới 799 cc trên phút. Cái này chúng ta dùng ở chế độ điều tiết ha. Điều tiết ở mức thấp thì sẽ sử dụng thêm một bộ là điều chỉnh áp suất với một cọc đo khí ở đây ha, đơn vị là từ 20 tới 200 ml trên phút ha. Đây mình hướng dẫn sử dụng máy trước ha. Về giao diện của máy, đây là tên của máy ha, là B5. Về bấm phím là run là chúng ta khi bắt đầu chạy máy ha. Còn menu là chức năng set bên trong. Đây, ở đây có chức năng là set lưu lượng khí ha. Đang cài đặt là 800cc trên mét ha. Đây, nếu muốn cài đặt chức năng này chúng ta nhấn giữ nút set, sử dụng hai nút phím điều chỉnh tăng và giảm để điều chỉnh ha. Rồi mình giảm nè. Đây, hoặc là tăng. Ở đây mình giữ lại mức là 800cc trên phút. Đây. Xong mình thoát ra ngoài ha. Lưu ý là máy này chạy chỉ bắt đầu từ 800 tới 5000cc trên mét trên phút ha. Và dưới khoảng đó thì chúng ta sử dụng thêm bộ điều áp. Đây, chúng ta sẽ ấp sạc mua thêm của máy ha. Sau đây chúng ta sẽ kết nối ở bộ điều chỉnh lưu lượng ha. Đây, ấp sạc mua thêm để chúng ta chạy được với áp suất thấp ha, 7 tới từ 5 tới 799cc cc trên phút ha. Đây, chúng ta thực hiện kết nối ha. Trên máy thì chúng ta chạy. Đây, máy được kết nối, đây là bộ điều tiết khí ha. Kết nối lắp trực tiếp với đầu ra của máy bơm ha. Đầu này kết nối được với cọc đo. Khi chúng ta đo để kiểm tra được mẫu thử ban đầu thì chúng ta sẽ sử dụng một bộ như thế này để điều chỉnh áp ban đầu về ha. Máy chống nặng lúc nãy chúng ta đã có set là 800 ha, là mức thấp nhất của máy. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chạy để điều chỉnh lại lưu lượng. Đây, máy chúng ta đang chạy đây ha. Để điều chỉnh lưu lượng thì chúng ta sẽ sử dụng một vít dẹp để điều chỉnh hộp ốc ở trên đầu này ha. Đây khi đó chúng ta điều chỉnh lưu lượng ngoài ha. Chúng ta điều chỉnh lưu lượng. Yêu cầu đang đặt cho yêu cầu là 20ml trên phút ha. Đây, máy đang chạy ổn định 20ml trên phút ha. Và nếu các máy này chạy ổn định rồi thì chúng ta sẽ tiến hành kết nối với cái kiểu lọc ha. Đây, cái lọc có hai đầu là inlet và outlet ha, cũng như là lọc dẫn trụ này ha. Đây, có cách nói phía trong này là người ta sẽ bỏ nước ha. Đầu này dính nó trực tiếp với máy, còn đầu này để chống để lưu lượng khí được cho đỡ bên trong lấy mẫu khí dạng cọp ha. Nè, còn đây là lấy mẫu khí dạng phin lọc ha. Thực hiện kết nối cũng tương tự ha, kết nối vào đầu inlet ha để ra lấy mẫu khí bên trong. Mẫu bụi sẽ qua tờ giấy này ha. Sau kết nối chúng ta sẽ rút đầu bên này ra để kết nối trực tiếp vào phin lọc. Rút đầu kết nối vào phin lọc ha. Kết nối vào phin lọc thế này ha. Cái đầu kết nối phim lọc ha. Và nếu các bạn muốn yêu cầu liên hệ mua thiết bị liên hệ trong web khangkien.com.vn hoặc liên hệ hotline 0936 07 77 để tư vấn tốt nhất ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.